thân ái, kính chào quý vị khán giả của Việt Vision. Hôm nay Bảo Trâm phải nói là rất là vui khi mà gặp được nhóm các anh Việt Kiều ở trên nhiều quốc gia. Vâng, bên tay trái của Bảo Trâm đây là anh Lâm Thọ Hải, nguyên là một cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam, và anh Hải đang định cư ở Australia. Và người ngồi kế tay phải là anh Sơn, anh đang ở Cộng hòa Séc, và người cùng đó là anh Duân Nguyễn đang ở Pháp. Vâng, đây là ba người anh trong một cái nhóm có tên gọi là Paris Ánh Sáng. Và nhóm Paris Ánh Sáng này cũng có một kênh YouTube có tên là Paris Ánh Sáng. Thế thì hôm nay với cương vị là những người cùng làm YouTube và có cùng một mối quan tâm đến chính trị và quê hương đất nước Việt Nam, thì chúng tôi gặp nhau trong buổi giao lưu cuối tuần. Và khi mà video này lên sóng thì có lẽ là một trong các anh ở đây cũng đã ở bên trời Âu rồi. Chúng tôi gặp nhau trước khi lên máy bay. Vâng, xin thưa quý vị các bạn, sau đây là cuộc trò chuyện giao lưu thân mật của Việt Vision với những anh em trong nhóm Paris Ánh Sáng. Vâng, trước hết là xin hỏi các anh là nhóm các anh thì ai là nhóm trưởng ạ? Vào trong rồi. Đây phải gọi là đảng trưởng. Nhóm trưởng ạ? À? Nhóm trưởng. Nói chung là cái kênh Paris Ánh Sáng là của bốn anh em. Nha. Mà cái người mà lớn nhất đó là anh Lâm Thọ Hải, kế đó là mình, sau đó là Mạnh Linh và Ngọc Sơn. Nói chung là mình là phải nói là mình là người khởi xướng lên cái kênh Paris Ánh Sáng. Nhưng mà đối với bốn anh em thì Paris Ánh Sáng của bốn anh em, chứ không có ai là nhưng mà ảnh đó là phải nói là ảnh anh cả đó, anh cả đó, đó đúng rồi, anh em mà cứ đảng trưởng thường gọi là đảng trưởng đó, đó như vậy đó. Thì mấy anh em gặp nhau trên không gian mạng, chia sẻ với nhau và có sự đồng cảm với tất cả mọi người, và vì vậy mà cái ngày hôm nay cái anh em cùng nhau về thủ đô gặp nhau lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên mấy anh em của Paris Ánh Sáng gặp nhau. Rất tiếc là còn thiếu một người em nữa, đó là Mạnh Linh, vì cái công việc nó không cho phép. Giờ cuối cùng thì phải quay trở lại vì sự cố đó. Còn sự cố của công việc thôi, nó không có gì mà quan trọng cả. Nhưng mà điều quan trọng là anh em vẫn chia sẻ với nhau khi trở về đây. Ngày hôm nay John Nguyễn ngồi đây với Bảo Trâm, với ba anh em, thì cũng là cái ngày cuối cùng, giờ phút cuối cùng mình đang ngồi tại Hà Nội. Và mình rất là, phải nói là cái gì, để chia sẻ những cái câu chuyện với Bảo Trâm và kênh với khán giả của Việt Vision. Nói rằng còn vài phút nữa mình đã phải rời xa thủ đô Hà Nội, rời xa quê hương đất nước. Cảm nhận của mình về đây ngày hôm nay á, khi thấy đất nước được phát triển nhưng cũng còn có những cái, đâu đó cũng còn có những điều bất cập, nhưng trong tương lai những cái điều bất cập đó sẽ được nâng cao và thay đổi đã, cái chuyện đó. Và mình cái cảm xúc của mình ngồi ngày hôm nay nó rất là, cái giờ phút cuối cùng á, cái cuộc vui nào nó cũng phải tàn cả, nhưng mà cái giờ phút cuối cùng nó cảm thấy nó rất là xao xuyến và xúc động. Nhưng mà xúc động, điều xúc động á là mình ngồi ở đây nè, tại thủ đô, tại cái đất nước quê hương của mình, và mình phải trở về với cái cuộc sống của mình. Nó đem đến cho mình cái cảm xúc không biết nói gì để tả, nhưng mà có đôi khi mình phải lắng động để hấp thụ cái cảm giác đó. Xin nhường lại cho anh Hải hay là Sơn nói theo em. Vâng, như này, các anh thì ở Hà Nội cũng mấy ngày rồi, thì giả sử bây giờ muốn các anh mô tả lại những cái ấn tượng của Hà Nội trong hai từ thôi,
thì anh thấy dùng cái từ gì cô đọng nhất ấy. Chết là mời anh trùm sò phải là đại ca của nhóm các anh. Đầu tiên thì tôi xin chào khán giả của Việt Vision và cảm ơn Bảo Trâm một bữa cơm rất là chân tình với anh em. Thực sự thì chúng tôi đã về đây và đã có những giọt nước mắt rơi xuống, những giọt nước mắt của những người đàn ông. Họ đến với nhau, đến với gia đình của nhau và đến những nơi răng Gia Lam thắng cảnh của Hà Nội này. Đối với tôi chỉ có hai từ, đó là tuyệt vời. Ok anh Hải, hai từ tuyệt vời. Thế còn anh Sơn? Anh Hải thì đã nói cái từ tuyệt vời rồi. Theo Sơn ý, thì mình muốn dùng chữ, bởi vì thế này này, tất cả những cái lời hay ý đẹp mà cái tấm lòng của anh em cũng đã nói ra hết rồi. Qua những cái việc mà anh Hải đã vừa nói, rằng là những cái giọt nước mắt rồi tình cảm của anh em dành cho nhau và cái tấm lòng của anh em Paris Ánh Sáng đối với quê hương của mình. Khi chúng tôi được vào thăm viếng Lăng Bác, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi được vào thắp hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ, chúng tôi được vào dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ, và hơn nữa chúng tôi được có cái cảm giác muốn tìm những cái ký ức, tìm những cái nét văn hóa dân tộc, nền tri thức qua hàng ngàn năm lịch sử tại mảnh đất của Quốc Tử Giám. Thì Ngọc Sơn chỉ muốn dùng hai chữ là lắng động. Vâng, lắng động. Lắng động để làm sao? Lắng động để mình suy tư, lắng động để mà mình nhớ khi ra nước ngoài, khi quay trở lại cái mảnh đất mình đang kinh doanh, đang sinh sống. Và lắng động để có một ngày chúng tôi trở về với mảnh đất quê hương. Thế thôi ạ. Vâng, hai từ của anh Xuân Nguyễn là gì ạ? Thì như quý vị khán giả và Bảo Trâm cũng thấy đó, anh Hải cũng đã nói rồi, tuyệt vời. Ngọc Sơn thì nói là lắng động, nhưng mà đối với mình, mình nói là chữ hai từ, hấp thụ. Mình trở về quê hương để hấp thụ, để cảm nhận được cái tình cảm của mình dành cho quê hương. Cái sự hấp thụ đó, nó sẽ đi vào tiềm thức của con người, đi vào máu của mình và sẽ lắng động vào trong đó. Đấy. Và sau đó nó không thể nào nó thay đổi được cái tư duy của một con người. Điều đó phải khẳng định rằng cái lòng yêu quê hương đất nước là một cái gì đó nó rất là to tát đối với mọi người, nhưng mà nó nằm trong trái tim và trí óc của John Nguyễn, và sẽ không bao giờ quên được cái nguồn gốc của mình. Mình sử dụng cái từ hấp thụ chỉ hai tiếng đó thôi. Vâng, thưa các anh, các anh thì là người con ở xa quê, nhưng mà được biết các anh, Bảo Trâm lần đầu được biết các anh qua cái kênh Paris Ánh Sáng. Và thì cách đây vài hôm, Bảo Trâm thấy các anh có các hoạt động ở Hà Nội. Ví dụ như hoạt động các anh, đặc biệt anh Sơn, Bảo Trâm có thấy anh Sơn là ôm một cái bó hoa tươi thắm cùng các anh ở trong nhóm đến thăm Lăng Bác. Nhưng mà rất là không may cho các anh hôm đó thì lại đúng cái kỳ mà ban quản lý đang thông báo là đang trong thời gian bảo trì, nên anh không vào được trong lăng. Mà Bảo Trâm đã thấy là hình ảnh các anh ôm bó hoa ở bên ngoài lăng, cái vị trí đó các anh ôm ấy, xin bật mí thêm là trước đây nó không có cái hàng rào đâu, nhưng từ năm 2014, sau khi mà một nhóm 5 đối tượng học viên của Pháp Luân Công mặc áo đồng phục của Pháp Luân Công, mang băng rôn khẩu hiệu, thậm chí có một gọi là một trong ngũ đại thiên vương của họ ấy, cầm búa xông vào đòi đập lăng. Và cũng ngay một đêm sau đó thì họ đã dùng cái tời ba lăng để dùng dây cáp nhỏ bằng cái đũa này để kéo giật đổ tượng Lenin. Nhưng mà rất đen đủi cho chúng, trời không dung gian mà, là dây cáp bị đứt, nên là tượng Lenin ở trước cái, ở giữa vườn hoa
Lenin và trước tượng trước cái cột cờ Hà Nội ấy, bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam hiện nay vẫn còn chơ gan cùng Tuế Nguyệt, đó là vì là thiên bất dung gian. Đêm hôm mò mẫm ra đó cầm cái ba lăng, dùng cái cáp để kéo đính yếu đồ là kéo đồ tượng Lenin. Ở đây bọn chúng là cho rằng là tượng Lenin là biểu tượng của cộng sản. Cái việc đó là chúng cũng thể hiện ý chí là muốn xóa bỏ chế độ cộng sản ở Việt Nam. Và Pháp Luân Công, năm cái học viên đó cũng đã cầm băng rôn lớn ra trước cửa Lăng Bác và tiến vào cái thảm, cái quảng trường thảm đỏ, thảm cỏ ở trên Lăng Bác, và thậm chí cầm búa xông vào. Do vậy là sau đó thì để đảm bảo an ninh cho khu vực thì người ta bắt đầu mới có cái hàng rào để ngăn các tình huống lao vào như vậy. Đây là những hình ảnh mà hôm qua livestream Bảo Trâm đã chiếu lên cho mọi người coi đó, những cái tấm ảnh mà chứng minh cho những điều Bảo Trâm vừa nói. Sau đó lực lượng an ninh người ta vô hiệu hóa nhóm áo vàng Phan Văn Công này. Thế để các anh biết là tại sao anh mà không đi vào ở trong được, vì là phải đứng ở ngoài cái hàng rào, vì thực ra trước đây là anh đi thoải mái, không có hàng rào đâu, mà sau đó ta dựng hàng rào lên. Bảo Trâm cho mình xin có một ý kiến một chút về một cái chi tiết mà Bảo Trâm vừa mới nói xong. Mình thì đối với Ngọc Sơn ấy, anh Thọ Hải, anh John Nguyễn và cũng trong nhóm là có anh Mạnh Linh, thì ít nhất bốn anh em mình là đang hiện tại đang ở bốn nước. Nhưng mà bọn mình không dám là đại diện, nhưng mà mình có thể nói rằng là gì, tuyệt đại đa số bà con Việt Nam mình ở nước ngoài đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với Bác Hồ là niềm tự hào, là biểu tượng. Và đối với anh em chúng tôi khi ở nước ngoài, khi chúng tôi nói chuyện về Bác Hồ thì những cái người ở bên Séc ấy, với bạn bè của tôi người ở bên Séc, người ta cũng thể hiện cái sự kính trọng đối với người. Chúng tôi về đây, cái việc đầu tiên khi chúng tôi về Hà Nội là chúng tôi vào Lăng Bác để viếng, để tỏ lòng thành kính của những người con xa quê hương khi bước chân về Việt Nam. Cho nên là khi nghe Bảo Trâm vừa nói có 4 hay 5 người năm 2014 đó, dạ, thì những cái người đấy thực sự nó không xứng đáng. Không xứng đáng là người Việt Nam, không xứng đáng với những cái công lao của Bác Hồ. Nếu không có người thì dân tộc Việt Nam vẫn mãi chìm trong lầm than, vẫn mãi chìm trong họa nô lệ. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một biểu tượng của toàn dân trên thế giới. Mọi người hãy nhớ rằng rất nhiều nước, mà mình có thể nói là đại đa số các nước, đều có những cái tư liệu, đều có những tư liệu lịch sử, và thậm chí có những cái gọi là tượng đài của người, có rất nhiều con phố đặt tên người. Và chúng tôi cực lực phản đối, mặc dù đã qua mấy năm rồi, đúng không, từ năm 2014, nhưng đối với những cái con người, tôi không dùng chữ con người được nữa, nếu mà chúng tôi gặp thì những con người đấy chúng tôi không thể để yên được, đấy là điều chắc chắn. Cảm ơn anh, rất dứt khoát, mạnh mẽ và cương quyết. Thế thì Bảo Trâm bật mí thêm là năm vị Pháp Luân Công đó mà đòi phá tượng và Lenin và đập Lăng Bác Hồ, họ là những tín đồ cuồng tín của Pháp Luân Công. Và Pháp Luân Công thì bị cấm triệt để ở Trung Quốc, lý do là họ luôn có chủ trương là xóa bỏ Đảng Cộng sản, nhưng núp dưới chiêu bài là một hội nhóm rèn luyện thân thể, rèn luyện sức khỏe và luyện tập khí công đó. Và như đây thì Bảo Trâm cũng nói thêm là tại sao Bảo Trâm lại nhắc đến việc này, bởi vì cách đây 2 ngày ông thần đồng thơ Trần Đăng Khoa đã viết được bài cổ suý cho Pháp Luân Công, và việc đó thì đã bị cư dân mạng ném đá. Bảo Trâm ở VVVN cũng livestream một bài khá dài vạch mặt cái ông Trần Đăng Khoa này, bởi vì gần đây ông Trần Đăng Khoa có biểu hiện về thoái hóa về tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa, khi ông ta kết giao với những dân chủ, và vài kẻ trong số dân chủ ông ta chơi thân đó đã nhập kho, ta vào tù ấy, vì vi phạm pháp luật Việt Nam. Và đặc biệt là trong vụ án Hồ Duy Hải thì ông Trần Đăng Khoa nghĩ mình là thần đồng thơ và cũng ảo tưởng mình là thần đồng phá án. Ông ta kết luận vừa là quan tòa, vừa là điều tra, cơ quan điều tra, vừa là thẩm phán, vừa kết luận luôn là Hồ Duy Hải vô tội và chính quyền mang con người ta ra giết. Đó. Và đặc biệt là ông ta rất ưu khí khi cho rằng là với cái tội cờ bạc cá độ bóng đá thì Hồ Duy Hải chỉ bị cảnh cáo
hoặc cùng lắm là phạt vi cảnh vài triệu. Ông ta quên mất rằng tội cờ bạc là một cái tội danh định rõ trong luật hình sự Việt Nam. Từ tiền triệu trở lên đã bị rồi. Trong khi ông Hồ Duy Hải này, ông ta khai với cơ quan điều tra ông ta mấy chục triệu mà cá độ bóng đá. Thế thì cái việc mà tòa giám đốc thẩm người ta kết luận là Hồ Duy Hải là bị án là đúng người đúng tội. Còn cái thiếu sót một chút về cái thủ tục tố tụng là do cơ quan điều tra của Long An. Cái đó không làm sai lệch đến cái kết quả vụ án. Ví dụ như việc mà cái thớt ấy, người ta không phát hiện ra. Vì đầu tiên Hồ Duy Hải khai là đập đầu vào labo. Thế thì người ta giao cái thớt đấy lại cho địa phương mà bảo quản hiện trường, bảo vệ hiện trường là chức năng của công an phường và công an xã. Và công an xã đã, những cái người dân phòng ấy không biết họ đã đốt cái thớt đi rồi. Và khi mà dựng lại để nhận diện lại con dao và cái thớt gây án thì người ta mua con dao và cái thớt ở chợ để cho anh chàng này nhận lại đâu là loại hung khí, chứ không phải đấy là mua để thay thế tang vật. Nó như kiểu trong một vụ án mà lạm dụng tình dục hay là trẻ em hạn người ta dùng búp bê để mô tả lại, chứ không phải là đấy là để thay cho nạn nhân. Đây là để mô tả lại để cho là có khớp với cả lời khai. Ví dụ anh ta là khai là dùng cái độ sắc để không dám nói vì sợ báo cáo đấy, dùng con dao sắc để đây. Thế thì người ta phải đưa cái con dao cả nhọn, cả bổ củi, cả sắc để xem nó ông ta nhận là con dao nào phù hợp với cả cái vết sắc không đấy. Cái nếu mà anh ta khai là đâm nhưng mà cái con dao đấy không có mũi nhọn đến đâu mà phù hợp, đó là họ mua về để nhận dạng dùng loại khung khí gì, chứ không phải là tráo đổi tang vật. Thế thì cái điều đó đã được dẫn chủ người ta bơm thổi lên là công an cơ quan điều tra đã tráo đổi tang vật. Thế thì nó làm sai lệch vụ án đúng không? Ví dụ tôi giết anh bằng một cái con dao nhọn, nó khác là tôi cầm hòn gạch ngoài đường tôi đập đầu anh, hoặc tôi cầm khúc cây ngoài đường. Thế thành ra là nói là tráo đổi tang vật vụ án là sai. Và đây là nên là giám đốc thẩm đã kết luận là việc mà có một số cái sai sót nhỏ trong cái quá trình tố tụng nó không làm thay đổi cái bản chất của vụ án. Thế thì dẫn chủ và ông Trần Đức Khoa, thì thậm chí ông Trần Đức Khoa mò đến tận cái bưu điện của voi giữa ánh trăng rằm mờ mờ ảo để quan sát và kết luận vụ án. Thế thì nó rất hài hước. Vâng, thế thì đấy là nhân đây thì lăn man chút, phải chém gió cuối tuần mà. Vâng, thưa các anh, thế thì các anh những ngày sinh hoạt thăm thú Hà Nội, các anh có một cái ấn tượng gì chung nhất trong nhóm các anh ạ? Đấy, với anh. Vâng, vâng, xin cảm ơn Bảo Trâm. Và từ rất là xa, không? Chào chú Mạnh Linh, đúng không? Đang ở Đức. Có thể chú sẽ nghe được những lời này. Ngoài những chia sẻ, những cái tình cảm mà chúng tôi về quê đấy, nơi chôn rau cắt rốn của chú Sơn, để đốt những nén tâm nhang cúng những người đã khuất, những người cán bộ lão thành, một người là cũng là lãnh đạo của công an thành phố Hà Nội, và một vị là đã từng nấu những bữa cơm rất ngon cho Bộ Chính trị và cho Bác Hồ. Đấy, thì chúng tôi về quê ở Bắc Ninh, rồi chúng tôi về quê ở Hạ Long để thăm gia đình của những người thân, những người bạn bè của chúng tôi. Và sau những giọt nước mắt trùng phùng của những người con xa xứ, đọng lại ở tôi có một đêm rất là kỷ niệm rất đặc biệt. Bữa nay thì muốn chia sẻ với mọi người. Thì cách đây 2 hôm, Hà Nội mưa như chưa bao giờ được mưa. Đấy là ảnh hưởng cơn bão số 2. Mà ngay ngày hôm cơn bão chúng tôi vẫn về Quảng Ninh. Và nhưng mà anh em tôi thì vẫn là sau cái hành trình dài mệt từ Quảng Ninh, chúng tôi vẫn muốn để chúng tôi cảm nhận cái sự mà cái văn hóa của Hà Nội. Bảo Trâm ạ. Cái văn hóa của Hà Nội là cái văn hóa người ta gọi là trà đá vỉa hè. Không? Thành ra người Hà Nội người ta bảo là không thơm cũng thoảng hoa nhài, dấu không thanh lịch cũng người Tràng An. Người Hà Nội họ bình dị, họ có thể ngồi ở một cái ghế đá, ở một cái ghế nhỏ thôi, ở lề đường họ uống một ly trà đá. Và họ cũng có thể ngồi ở lề đường để uống những ly bia hơi, và có thể ăn là những món ăn rất là cao cấp. Đấy, như chúng tôi ăn những món ăn rất là cao cấp. Thành ra là mặc dù trời mưa như chút nước, đấy, mưa như chưa bao giờ được mưa cả, tức là dột tới đâu chúng tôi né tới đó. Và chúng tôi đã có mấy người mà uống gần 3 lít rượu nếp cái hoa vàng. Nhân đây thì tôi cũng xin cảm ơn một cái ông anh ở Hà Nội á. Ông đã nấu cái
cái rượu này mấy năm nay rồi. Ngon, tuyệt vời. Và ăn với những món hải sản rất là ngon. Có lẽ là lần đầu tiên tôi được ăn, tại vì tôm hùm hay là ba khu bể tôi ăn rồi, nhưng mà các con bọ thì có lẽ là anh em chưa bao giờ được ăn. Và ăn những món ăn như là ốc, ốc mít ấy. Rồi là nghêu thì chắc là ở đâu cũng có. Rồi hào, bữa hôm mới đấy tôi ăn tới 5-6 con hào sữa rất là ngon. Và uống như ly rượu mà tôi gọi là nước mắt quê hương. Và bữa hôm đó thì mưa nó cũng hơi lây ra và tôi cũng hơi bị ướt. Thành ra hôm nay tôi hơi bị cảm. Thành ra tôi phải đeo cái mắt kín, thành ra xin mọi người thông cảm. Tại cái mắt tôi cũng hơi bị sưng lên. Thì đó là động lại ở trong tôi, đó là những cái kỷ niệm có lẽ không bao giờ quên. Và chúng tôi đã cảm nhận được cái văn hóa vỉa hè nó ở đâu. Văn hóa vỉa hè của Hà Nội là cái gì? Chúng tôi trân trọng điều đó. Và giống như John nói là nó muốn lắng đọng, nó muốn cảm nhận, hấp thụ vào những cái tinh hoa, những cái văn hóa của người Hà Nội. Đó thì tôi cũng muốn là đấy, sau tất cả những cái chuyến đi này có rất nhiều kỷ niệm. Và những cái điều đó nó sẽ, tôi biết chắc chắn về một cái phương trời mà chúng tôi đang sống, những cái đã qua nó sẽ luôn lắng đọng ở trong trái tim chúng tôi, những kỷ niệm không bao giờ quên. Và nhất định chúng tôi sẽ lại quay trở về đất mẹ trong một thời gian gần nhất. Vâng, anh Hải thì có nhắc lại một cái thú gọi là một cái kỷ niệm khi ba anh em uống rượu trong một cái đêm mưa bão, cơn bão số 2. Thế thì vâng, nói chuyện về ẩm thực thì cũng phải hỏi chuyên gia ẩm thực anh Sơn xét một chút, cảm nhận một chút hơn về cái thú ẩm thực ở Hà Nội. Mời anh. Vâng, xin Ngọc Sơn xin chào các quý vị khán giả và xin chào các anh. Thực sự ra thì vừa nghe những cái lời chia sẻ của các anh, nhất là anh Hải vừa xong về một cái đêm mưa bão cách đây 2 ngày trên một con phố nhỏ vỉa hè Hà Nội. Vâng, thật sự là lắng động. Lắng động không phải chỉ là những cái món ăn. Lắng động không phải chỉ là những cái tình cảm của anh em. Mà có lẽ rằng chúng tôi tìm về được cội nguồn. Những kiểu đấy, những cái ký ức và những cái tình cảm đó ở nước ngoài không bao giờ có được. Văn hóa, vỉa hè, mặc dù bình dị lắm, trông có cảm giác gì nó đơn sơ mộc mạc, nhưng đó chính là những cái tình thương quý và cái nghĩa đồng bào. Ở nước ngoài chúng ta không tìm đâu ra, không thể nào tìm đâu ra được một hàng nước chè chén ở vỉa hè, tìm ra được một cốc bia hơi của Hà Nội theo đúng cái nghĩa gọi là thưởng thức. Và chúng ta không thể tìm đâu ra được một chén rượu nước mắt quê hương, ăn những cái món ăn thực sự là đồ hải sản đấy. Tất nhiên trên một cái gọi là cái quán vỉa hè, nhưng mà phải nói thật sự rằng rất là cảm ơn những người anh em của mình đã cất công sưu tầm và tìm những cái món ăn phải nói thật sự là rất đặc sắc, như con bọ biển đấy, tôm hùm rồi các thứ. Thì Ngọc Sơn là cái người kinh doanh về ăn, về nhà hàng. Hiện tại mình cũng đang có nhà hàng cũng tên là Ngọc Sơn tại trung tâm thành phố Praha, cũng không nhỏ. Thế nhưng mà có những cái đặc sản của quê hương mình thì phải nói rằng chỉ khi về Việt Nam, về với cội nguồn, chúng ta mới cảm nhận hết được. Những điều đấy, như bây giờ các bạn có thể nhìn thấy rằng khi anh em chúng tôi đang nói chuyện tại đây, nó có một cái gì đấy lắng đọng và có một cái gì đến man bát buồn. Bởi vì chúng tôi vừa về lại đã tính đến ngày phải đi rồi. Anh John, ngay chiều nay một vài phút nữa thôi là ra sân bay. Cho nên là thôi, có lẽ là chúng ta chia sẻ những cái chuyện vừa xong như thế, Bảo Trâm ạ. Không thì ông anh của tôi lại khóc. Vâng, vâng, khi ta ở chỉ ở nơi đất ở mà, ngày vui nào thì cũng đến lúc phải chia xa. Đấy. Nên là ngày xưa cách đây hơn nửa thế kỷ mà nhà thơ Nguyễn Vĩ đã có câu là cuộc chia tay nào thì cũng ngói trời sắc đỏ, ta đều là nóng và nó đều một bức bối. Vâng, thưa anh, thế thì
trở lại câu chuyện với anh Dương Nguyễn, một Việt kiều ở Pháp, và thì anh cho hỏi là lần đầu tiên anh về Việt Nam là năm nào, cách đây bao lâu ạ? Bởi vì câu hỏi của anh Ngọc Sơn là lần gần đây nhất anh về là cách đây 2 năm, còn anh thì lần về Việt Nam xa nhất là cách đây bao lâu? Cảm ơn Bảo Trâm. Lần đầu tiên mà về Việt Nam là năm 2001. 2001. 2001. 21 năm rồi. 21 năm rồi đó. Lần đầu tiên mình về nhé. Sau 11 năm sống tại Pháp, tại vì mình đi là năm 90. 2001 là 11 năm đúng không? Thì lần đầu tiên về thì lúc đó Việt Nam mình cũng đã đang trên đà phát triển. Chưa phát triển, bắt đầu thôi, cũng chưa có được như bây giờ nha. Mình thì người ở Sài Gòn về tới thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà lúc đó thì mình không có đi đâu hết, mình chỉ đưa mẹ mình về để thăm lại anh em trong nhà. Lúc đó là không giấu gì Bảo Trâm là mẹ mình bị tai biến, nên mình muốn đưa mẹ về, có rủi có cái gì đó thì mình sẽ không hối hận. Mình đã đưa mẹ về để gặp gia đình, anh chị em của mẹ. Thì nếu mà lỡ mai mẹ mình có về với ông bà thì mình cũng không hối hận. Mình đã làm được cái bổn phận của người con, và cũng đem mẹ mình về để với quê cha đất tổ. Điều đó mình không bao giờ quên. Đó là cái ngày đầu tiên, lần đầu tiên về Việt Nam, Bảo Trọng. Vâng, thế tức là cách đây 21 năm rồi, lần đầu tiên anh về, và lần này anh về, tức là 21 năm anh thấy có gì đổi khác? Thay đổi, Việt Nam thay đổi rất là nhiều. Phải nói là thay đổi, mình về đó, lần đầu tiên là 2001 nha. Và cái năm đó cũng là cái năm mà mình đi cưới vợ. Sẵn về cưới vợ luôn. Cái này là không giấu. Mình muốn chia sẻ thì mình chia sẻ tất cả. Có cái chuyện đó là chuyện bình thường. Mình xem là nó không có gì là cá nhân cả. Năm 2005 mình về. 2001 về cưới vợ, 2005 về với vợ và con. Thì cái bộ mặt của thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi. Thay đổi một cách mà ngoạn mục, phải nói là ngoạn mục nha. Mình lúc đó là mình thấy wow, những cái building, những cái nhà lầu cao tầng, chung cư bắt đầu xây dựng lên, xây dựng mà nhiều lắm cơ. Năm 2009 mình tiếp tục về, mà năm 2009 mình về 2 lần, mình về tới 2 lần lận, tại vì mình có công việc ở nhà nên mình về 2 lần. Mà lần đầu tiên mình về tháng 4, lần thứ hai mình về tháng 8. Thì Bảo Trâm có biết rằng á, là ở cái Thủ Thiêm á nha, là quận 2 bây giờ nha, mình về hồi tháng 4, mà tháng 8 mình trở về 4 tháng thôi, nó là thay đổi khủng khiếp. Mình cảm thấy, nhưng mình nghĩ rằng mình rất là tự hào, bởi đất nước của mình đang được tiến lên, đúng không? Mình đang xây dựng đất nước, thay ra đổi thịt một cách ngoạn mục. Và bây giờ lần thứ 2017, 2013 mình lại về nữa, rồi 2017, 2018, và lần này là lần đó mình về nhiều lần rồi đó, chứ không phải là lần đầu tiên về đâu nha, nhiều lần rồi đó. Nhưng mà qua là những chia sẻ, nhưng mà mỗi lần về thì nó cảm xúc nó khác nhau đó, cảm xúc khác nhau. Lần này thì mình muốn, tại sao mình sử dụng hai từ hấp thụ? Bởi vì lần này mình về á, mình được hưởng những cái món ăn thuần túy của người Hà Nội. Mình đi vào những cái tham quan những cái văn hóa của Việt Nam. Nền văn hóa mình cũng đã từng học ở Việt Nam mà, chứ đâu phải là mình không có học ở Việt Nam nhé. Mình học ở đây, mình đi năm mình 23 tuổi thì mình đã học xong rồi, không? Nhưng mà lần này về có cái tình cảm, như anh Hải hồi nãy nói, cái ly rượu mừng, nhưng mà đối với mình cái ly rượu tình nghĩa giữa anh em nha. Mặc dù đã quen biết trên cộng đồng mạng,
Nhưng mà cái đêm đó mình ngồi ở tại tại cái quán Vĩ Hè Sơn ạ, đúng không? Và ngoài trời mưa. Phải nói là cái ảnh hưởng cái cơn bão số 2 vừa rồi đó. Trời mưa. Cái hình ảnh đó, cái giây phút đó ở nước ngoài như mình ở Pháp không bao giờ có điều đó. Chỉ có ở Việt Nam mình mới có thể ngồi ăn uống một ly rượu ngồi dưới mưa, nhưng mà nó rất là mát mẻ và nó tạo ra cho mình cái cảm giác của mình lúc đó là cái văn hóa. Mình muốn hấp thụ ở đây là hấp thụ văn hóa, bởi vì từ xưa mình đã đi lâu rồi, đúng không? Mà bây giờ mình lại về Việt Nam nhiều lần mà mình lại chưa được thừa hưởng cái điều đó. Cái điều đó mình trở lại cái thời mà mình còn thanh thiếu niên á, đó, tắm mưa ở chuột đó, mình có thể nói thế. À, thì làm sao đó, lớn rồi. Đúng, chính xác, học nhiều lắm, học được nhiều lắm, văn hóa của người Hà Nội. Phải nói là văn hóa của người Hà Nội. Và rất là cảm ơn, trước hết là cảm ơn anh Sơn Hải và Ngọc, anh của Sơn đây. Đấy, cảm ơn hai người đó, nhất là hai người đó, một người bạn và một người anh, đã có những cái buổi đưa anh em đi với nhau và ngồi uống một những ly rượu tình cảm với nhau, đó, chia sẻ với nhau. Và những cái đó mình muốn hấp thụ, bởi vì mình không muốn cái hình ảnh đó nó phai màu trong tâm trí của mình. Mình muốn hấp thụ. Bởi tại sao mà mình sử dụng từ hấp thụ là vậy đó, Bảo Trâm ạ? Vâng, cảm ơn các anh. Thì anh em tôi thì cũng phải qua nhiều lần hẹn nhau thì bố trí được một cái buổi chiều ngồi với nhau như thế này, bên ly cà phê đắng ở phố cổ Hà Nội, trong một cái không khí tiết trời vào thu rất mát mẻ, và ở một môi trường là đối diện chúng tôi là một cái hồ, rồi rất nhiều cây xanh. Chúng tôi thả tâm hồn mình vào điệu nhạc du dương trong quán, thấy đúng là cuộc sống đây mới là thiên đường. Các anh Việt Kiều ạ, ở trong thì không biết các anh là như nào, ở bên đó thì cuộc sống công nghiệp như nào, nó bận rộn như nào, nhưng mà những cái buổi chiều ở cuối tuần mà như thế này này, có những lúc Bảo Trâm ngồi và nghe nhạc cũng như là ngắm đường phố thì thấy là cuộc sống mình, không phải Bảo Trâm chưa đi nước ngoài đâu, Bảo Trâm từng ở Singapore đấy, rồi Singapore là các anh biết là cũng khá phát triển, đặc biệt là môi trường thì phải nhất thế giới đấy. Thế thì Bảo Trâm thấy là đúng là ở Việt Nam, ở Hà Nội, quê hương của Bảo Trâm, sinh ra nó lên đây mới thấy đây đúng là thiên đường. Nên là những cái vị mà tự xưng là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền để muốn thay đổi cái thể chế ở Việt Nam, cũng như muốn Việt Nam lâm vào cảnh bất ổn, ta đảng bè phái biểu tình bạo loạn này nọ, thì hãy quên đi. Bởi vì đa số người dân, trong đó có những thanh niên như Bảo Trâm, chúng tôi ủng hộ nhà nước này, ủng hộ thể chế này, và chúng tôi sẽ kiên quyết đấu tranh với những kẻ mà muốn phá bỏ cái cuộc sống thiên đường này mà chúng tôi đang được thừa hưởng. Vâng, thế các anh có đồng ý Bảo Trâm điều đó không ạ? Các anh thấy đúng là các anh ngồi ở giữa thủ đô Hà Nội đây trong một chiều cuối tuần nghe nhạc, uống cà phê. Vâng. À, một buổi chiều cuối tuần anh em chúng tôi ngồi đây chém gió và được ngắm nhìn người qua lại, thưởng thức những ly cà phê. Cà phê này là cà phê Hà Nội chứ không phải cà phê Buôn Mê. Và nghe những điệu nhạc rất là dương và được ăn những món ăn rất là ngon ở Hà Nội. Như Bảo Trâm nói, điều đó đúng. Đây mới chính là thiên đường. Và chỉ còn vài giây nữa thôi, vài phút nữa thôi, chúng tôi lại trở về với cuộc sống mưu sinh. Sẽ lại là đấy, những người nước ngoài người ta gặp chúng tôi, người ta chào hỏi rất là thân thiện. Và chúng tôi lại trở về với cuộc sống vất vả mưu sinh ở nước ngoài. Và tôi biết ở đó cái tinh thần của chúng tôi thì nó thiếu lắm. Nhưng mà về đây chúng tôi đã đong đầy
Đấy, và rất là cảm ơn Bảo Trâm nhé. Đấy. Vâng, cho Ngọc Sơn xin bổ sung thêm một chút. Những cái điều cần nói thì vừa xong các anh đã nói. Thì với anh em chúng tôi là những cái người con ở nước ngoài, thì chúng tôi luôn luôn đau đáu, luôn luôn nghĩ về quê hương. Đâu đó vẫn có những người mà nói rằng anh em chúng tôi là những cái người thế này, thế khác, thậm chí còn bảo Bảo Trâm, đúng không ạ, là phản động, là ba que. Thì thôi, cho chúng tôi là 10 que đi. Nhưng mà 10 que này hướng tất cả tấm lòng của chúng tôi về quê hương. Và chúng tôi nói lên những điều sự thật, nói lên những tấm lòng của chúng tôi với đất nước, với quê hương Việt Nam. Và chúng tôi luôn luôn ủng hộ nhà nước Việt Nam. Bởi vì hiện tại giờ này, gia đình chúng tôi vẫn đang ở đó. Tất cả đấy là nơi chôn rau cắt rốn của chúng tôi. Và thế hệ ông cha chúng tôi đã bỏ xương bỏ máu, đã hy sinh để giữ nên, cùng với cả toàn dân tộc, giữ nên một cái mảnh đất thiên đường như Bảo Trâm vừa nói. Không có bất kỳ một cá nhân nào, một bất kỳ một thế lực nào có thể làm lung lay ý chí của người Việt Nam và có thể thay đổi được lòng yêu nước của những con người Việt Nam. Cho nên khi nghe Bảo Trâm nói lúc đầu tiên về những cái cá nhân mà định có hành động xúc phạm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì Ngọc Sơn chỉ nói một câu: nếu chúng gặp anh em tôi sẽ không để yên. Thế thôi ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn các anh Việt Kiều ở châu Âu và Úc trong nhóm Paris Ánh Sáng. Chúc anh có những ngày ở Việt Nam thật là vui vẻ. Và chúc anh John lên đường thường lộ bình an. Anh em mình sẽ gặp lại nhau trong một dịp khác nha. Vâng. Bảo Trâm, cảm ơn Bảo Trâm rất là nhiều. Thì có lẽ là tới năm tới, Bảo Trâm ạ, thì có lẽ là sẽ được nhờ kênh Bảo Trâm tiếp sóng với anh em chúng tôi ở một nơi nào đó, ở một sân vận động nào đó. Và Bảo Trâm sẽ thấy những cái con người này ấy lại là đem cờ đỏ sao vàng, mặc những áo in hình cờ Tổ quốc, đứng ở giữa cái nơi mà người ta gọi là gì, giữa chốn là gió tanh mưa máu. Vâng, cảm ơn các anh đã mang hình Tổ quốc quảng bá cho đất nước Việt Nam đi muôn nơi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình cho đến giờ phút này. Và mong rằng chúng ta để lại những bình luận của mình, chia sẻ, like, share để tinh thần và video của chúng tôi được lan tỏa tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Nơi nào như Tổ quốc của tôi, đất cha ông chưa nguôi ngày đoàn tụ, trong nguy nan vẫn gồng lên giữ đất, Tổ quốc lóe lên hình tia chớp ngăn tù.